Bonjour, tôi đang đứng trên sân gốc của Pháp và đây là một sân gốc rất là lâu đời rồi, nằm quanh ngoại ô của Paris. Và bạn thấy rằng là do là quá lâu đời cho nên mặt cỏ nó không được đẹp bằng sân của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên là với thời tiết tầm 15 đến 18 độ như thế này thì trận đấu của chúng tôi giao hữu với những người bạn business quốc tế rất là thú vị. Ok.